Châu, em nghe chị bình tĩnh. Kia hàng cây tây gối yên ngủ trên mái ngói, nghe nhịp tim đang thổn thức tình trong kỷ niệm, giấc mơ được yêu được trao vòng tay ấm, ngày chúng đôi vui bước chân tan đắng cay một đời ướt nghẹn, từng đêm chơi với giữa màn mưa đã phai bạc màu trái tim, lại đôi vai lay lắt từng cơn đánh rơi giọt buồn giữa đời. Em không biết gì hết tháng năm bình yên, em chỉ biết là em yêu anh thôi. Qua thật sao của anh hiểu mình em lắng đọng nỗi niềm khát vọng anh đi chợt thêm tình yêu ấp u thua nào trào dâng khát khao đời luôn cạn ngăn tất cả nẻo tình chúng mình ơi. Tất cả chỉ là bố thí thôi chứ. Sẽ luôn vượt qua ngày tháng gian truân này, vì một nửa yêu thương này, còn một nửa em vui sâu cùng trọn yêu. Lành có lỗi với em, nhưng lúc này anh thật sự không thể làm gì được để bù đắp cho em, ngoài việc xin lỗi em. Em đã nói rồi, anh không có lỗi gì hết. Và anh còn dư sức làm những thứ em muốn. Nhưng vấn đề là ở anh thôi. Anh có thể làm gì? Em nói đi. Làm bạn trai của em, anh hãy yêu em đi. Diễm Châu à, em hãy nghe anh. Anh đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi, anh chỉ xem em như là em gái thôi. Em hiểu không? Em gái? Em gái mà anh với em đã... Mà thôi, anh coi như em chưa nói gì đi. Em đừng làm khó anh như vậy có được không? Đó chỉ là một tai nạn, em cũng biết như vậy mà. Em chỉ biết là em yêu anh thôi. Anh nói lại một lần nữa, em hãy nghe cho rõ. Dù thế nào đi nữa, thì giữa anh và em không thể nào có tình yêu được. Em hiểu không? Hay là chị quay lại với anh Minh Lâm đi. Chị có nghe em nói không? Chị quay lại với anh Minh Lâm đi. Tại sao lại như vậy? Vì em nghĩ mình không thể có được anh ấy. Em mệt mỏi lắm rồi. Anh ấy chỉ yêu mình chị thôi, chị hiểu không? Tình yêu không phải là trò đùa. Thích thì yêu, không thích thì bỏ. Em không cần chị dạy đời đâu. Em hỏi chị, em có thể làm gì khi người ta không đoái hoài gì tới em? Người ta chỉ nghĩ tới chị thôi. Giờ chị có thấy mình có lỗi một phần trong chuyện này không? Chị là người có lỗi hả? Chị suy nghĩ kỹ đi, chị sẽ thấy điều đó thôi. Tùy em thôi, chị không còn gì để nói hết.
My, anh có chuyện muốn nói với em. Em cố tình trốn tránh anh đúng không? Em vẫn đi làm, vẫn đi nhà, không trốn tránh ai hết. Cứ cho là như vậy. Anh muốn hỏi em một điều, em hãy trả lời thành thật. Tình cảm giữa chúng ta là gì vậy? Là tình bạn. À không, là tình bạn tốt. Tình bạn rất tốt. Nhưng anh thì khác. Anh yêu em. Sao anh có thể nói với em những điều như vậy chứ? Tại sao lại không thể? Bộ anh yêu em cũng không được phép nói sao? Anh cứ nói thì sao? Anh yêu em. Anh cũng biết là điều đó không còn ý nghĩa gì nữa mà. Sao lại cố chấp như vậy? Anh có thể nói tiếng yêu em sau khi anh và em gái em. Diễm, Diễm Châu đã nói với em. Anh có nghĩ nếu mà Châu không nói ra thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn không? Và anh có ý định sẽ giấu em cho đến khi nào? Anh, Diễm My à, anh, đó chỉ là... Anh hãy cố gắng lo cho em gái em thật tốt. Nếu không em sẽ hận anh suốt đời. Em đi trước đi. Anh bỏ ra. Tại sao? Tại sao em làm như vậy? Anh nói chuyện rõ ràng đi. Em đã làm gì chứ? Em còn giả vờ không biết nữa hả? Tại sao em nói chuyện với Minh biết chuyện của anh và em? Em đã hứa với anh như thế nào? Thì ra là chuyện đó. Đúng, em đã nói với chị My đó. Em, tại sao hứa mà không giữ lời hả? Không phải vậy, em đã cố gắng rồi. Chẳng qua là không giữ được thôi. Lý do của em là gì? Em nói đi. Em đã có thai rồi. Nói là đi. Em đã có thai rồi. Với anh. Anh muốn hỏi em một điều. Em hãy trả lời thành thật. Tình cảm giữa chúng ta là gì vậy? Nhưng anh thì khác. Anh yêu em. Tại sao lại không thể? Anh yêu em cũng không được phép nói sao? Anh cứ nói thì sao? Anh yêu em, anh yêu em. My, em đi đâu vậy? À, dạ. Em đã có thai rồi. Với anh. Anh còn liêm sỉ không vậy? Anh còn dám hỏi em câu đó sao? Con người anh lại tệ bạc như vậy. Anh nghĩ về em như vậy sao? Em nói cho anh biết, em không cần gì ở anh cả. Anh cũng không cần phải áy náy mà chịu trách nhiệm đâu. Em biết tụi mình phải làm gì rồi. Sao chứ? Anh yêu em. Anh yêu em. Tại sao lại dành cho em một câu hỏi khó như vậy?
Chính em cũng không biết là vì sao mà. Châu, anh muốn nói chuyện với em một chút. Em phải vào lớp, trễ giờ học rồi. Có chuyện khác còn quan trọng hơn. Nếu như hôm nay anh dẫn em đến đây để nói lời xin lỗi hay đại loại là như vậy thì em không muốn nghe đâu. Mà anh cũng không cần phải làm như vậy đâu. Châu à, anh sẽ lo lắng cho mẹ con em. Anh đã tính hết rồi. Tạm thời em bảo lưu kết quả học tập, rồi dần dần ở chung với anh. Khi nào sanh xong chúng ta sẽ lập đám cưới, em thấy sao? Nghe theo lời anh cũng được, nhưng anh phải trả lời em một câu hỏi. Tại sao lại làm như vậy? Thứ nhất, chị muốn làm như vậy. Thứ hai, vì anh là đàn ông. Cuối cùng thì anh cũng nằm trong tay em thôi. Con có thai, bảo lưu kết quả học tập, dọn qua sống chung với thằng Minh Lâm. Con giải thích cặn kẽ đi, tại sao lại như vậy? Con chẳng có gì để giải thích cả. Con chỉ thông báo cho mọi người biết vậy thôi. Con nói như vậy là sao? Con coi chú và chị là gì trong nhà này? Là cái gì đối với con hả? Chị nói cái gì đó giùm em đi. Chị cũng biết chuyện này từ trước rồi mà. Em còn muốn chị nói cái gì nữa? Em quá đáng lắm. Đã vậy thì mọi người cứ để con tự quyết định cuộc sống của mình đi. Con không cần ai quan tâm hết. Châu. Châu, đứng lại đó. Mi, tại sao con biết chuyện này mà không nói với chú? Hả? Dạ con xin lỗi chú. Tại sao mọi chuyện lại tệ hại đến mức này? Thật không thể tin nổi. Con làm chú thất vọng quá. Em tới sao không báo trước cho anh? Em thích vậy. Đến sách chưa? Em vô nhà đi. Em sẽ sống ở đây với anh sao? Em thấy sao? Yeah.
Em yêu anh. Con dọn qua nhà anh Minh Lâm ở. Xin mọi người tôn trọng quyết định của con. Kìa, có chuyện gì mà gấp gáp vậy con? Dạ. Con đừng đi đâu hết, vô ích thôi. Nó sẽ không quay trở về đâu. Nhưng mà chú... Thôi, chú hiểu. Được rồi, chú sẽ lo chuyện đó nha. Ngủ đi em. Mình có hẹn sớm với bệnh nhân. Dạ. Có điện thoại nè. Dạ. Alo. Em biết rồi. Nếu như không có chuyện gì quan trọng, em nghĩ tốt nhất là chúng ta không nên gặp nhau. Em cúp máy đi. Vậy tụi mày định khi nào đám cưới? Thì chắc còn lâu lắm. Sao kỳ vậy? Còn lâu mới đám cưới, còn bảo luôn kết quả chi sớm vậy? À, tao biết rồi. Tính sinh con rồi mới đám cưới đúng không? Sao mày biết? À, nói chơi vậy mà trúng thiệt ha. Con nhỏ nè. Nói chơi vậy thôi. Chẳng qua tao chưa tìm được ngày tốt nên mới vậy đó. Mà thôi, không nói chuyện tào lao nữa. Hôm nay á, tao sẽ đãi mày một chầu cà phê, gọi là chia tay, chịu không? Hơi bèo, nhưng mà có hơn không mày. Anh chỉ muốn xin lỗi em về tất cả mọi chuyện. Anh là một thằng đàn ông không ra gì. Anh không cần phải dằn vặt mình như vậy. Thấy anh ở bên cạnh, quan tâm và chăm sóc Diễm Châu là em thấy vui rồi. Anh hãy chăm sóc cho nó thật tốt nha. Anh ấy hay dắt tao tới đây lắm á. Châu.
đâu rồi anh? Anh cũng không biết Châu đi đâu nữa. Để đưa em về. Thôi, anh đi tìm bé Châu đi. Em tự về được. Tính nó trẻ con lắm, lỡ có chuyện gì thì không tốt đâu. Em đừng có vô lý như vậy nữa có được không? Anh đi gặp Diễm My thì đã sao? Cô ấy là chị của em mà. Chị thì sao? Không phải anh còn yêu chị ấy sao? Nếu không thì tại sao hai người lại hốt hoảng đến như vậy? Hốt hoảng à? Cái đó là do em tưởng tượng ra thôi. Em cứ trừng trừng nhìn mọi người như là tươi nước sống thì hỏi làm sao không bối rối được. Anh thì cái gì cũng nói được hết á. Nhưng em không phải là đứa con nít đâu. Vậy thì em đừng xử sự như điều em đã nói. Anh, anh không muốn đòi cò với em nữa. Anh đi làm đây. Em xin lỗi anh. Không có gì đâu. Nhưng anh cũng phải xin lỗi em chứ. Vì sao? Vì anh đã to tiếng với em. Anh xin lỗi em. Châu à, hay là ngày mai mình về nhà em một bữa đi. Anh thấy mình cũng hơi vô lễ. Anh muốn xin lỗi chú Phương một tiếng. Có cần phải như vậy không? Hay là anh... Em lại chuẩn bị sự diễn cái gì nữa vậy? Thôi được rồi, em không nói nữa. Ngày mai về nhà em là được chứ gì. Người đi đâu vậy? Tôi đi về thăm nhà. Thì cũng khéo lắm đó. Em nói gì vậy? Em nói là chị My nấu ăn khéo lắm. Đến giúp em cho. Thôi em làm được mà. Đến giúp em. Em buông ra đi, anh làm được thôi, mà. Thôi em làm được. Lâu lắm rồi cả nhà mình mới có mặt đông đủ như vậy. Con với Châu phải nhớ thường xuyên về nhà cùng ăn cơm với gia đình nha. Dạ, con cảm ơn chú. Thôi, cả nhà mình cùng dùng cơm ha. Con mời chú. Cảm ơn con.
em nữa nè. Không cần đâu, anh đừng lo chị bao đồng như vậy. Em làm cái gì vậy hả? Thôi mấy đứa ăn cơm đi. Em làm cái gì vậy hả? Câu này phải để em hỏi anh mới đúng. Anh về thăm nhà, thăm chú mà vậy đó hả? Anh thì sao chứ? Anh nói thiệt đi, anh qua bên đó là muốn thăm ai? Dắt theo em, chỉ để danh chính ngôn thuận thôi phải không? Ý em nói là anh mượn cớ qua bên đó để thăm Jimmy chứ gì? Bộ em ghen anh với Jimmy hả? Không phải vậy sao? Suốt buổi em toàn thấy anh quanh quẩn bên cạnh chị ấy không à. Ngay cả miếng ăn anh cũng gấp cho chị ấy trước nữa. Anh coi em là cái gì? Anh không ngờ con người em lại nhỏ nhen ích kỷ đến như vậy. So đo từng chút một với người thân, đúng là không biết xấu hổ. Người xấu hổ phải là anh mới đúng. Anh thử nghĩ đi, ở bên em mà anh toàn tơ tưởng tới chị hai em thôi à. Em nói vậy có đúng không? Em đúng là điên thiệt rồi. Anh nói cái gì đó? Anh nói là bệnh cũ của em tái phát. Em điên thiệt rồi. Anh đứng lại đó. Em nói anh đứng lại đó. Tại sao là như vậy? Tại sao là như vậy chứ? Tại sao mọi chuyện là như vậy chứ? Tại sao? Tại sao là như vậy chứ? Sonia takes Sonny in. I tell you that. Raise him up from here for me. See now, Sonny. Not from us. If he knows it's from somebody else blabbing, 'cause I never. He doesn't even know Dad cooks. If they took him, that might help some. What about Ashley? She don't shine for them. Anh thực sự không thể nào tiếp tục sống với em được nữa. Anh chọn cho mình cách ra đi. Đừng tìm kiếm anh làm gì, sẽ vô ích thôi. Anh có để lại một số tiền trong ngăn tủ trên đầu giường ngủ. Em hãy tự lo cho cuộc sống của mình đi. Chào em. Thank you.
Diễm My ơi là Diễm My, chị đã phá nát gia đình của tôi rồi. Tôi hận chị. Diễm My, tôi không nói chắc anh cũng hiểu chuyến đi lần này là một cơ hội rất tốt đúng không? Dạ tôi biết. Nói thật là nếu tôi đặt tôi vào cương vị của anh thì tôi cũng không hiểu nổi điều gì đã làm anh phân vân. Không phải là mọi thứ xung quanh anh đều diễn ra rất thuận lợi hay sao? Nói gì thì nói, anh phải nhanh chóng đưa ra quyết định của mình. Chúng ta phải hoàn tất hồ sơ để gửi lên cấp trên. Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Vậy đi nha. Tôi hiểu rồi. Theo đề nghị của trường, chú được cử đi học ở nước ngoài một thời gian. Thiệt hả chú? Nhưng đó là tin vui mà, tại sao chú lại buồn? Nhưng nó làm chú khó xử lắm, chú cũng không biết phải làm sao nữa. Sao vậy chú? Con thấy đây là cơ hội tốt mà, chú phải nắm bắt lấy chứ. Đâu phải ai cũng được như vậy đâu. Nhưng ở đây mình không còn họ hàng thân thích nữa, chú đi bỏ lại hai đứa cho ai? Thôi chắc chú không đi đâu. Tưởng chuyện gì, chú nghĩ coi, bé Châu bây giờ đã có anh Lâm chăm sóc rồi, còn con, chú khỏi phải lo, con tự đi làm cũng nuôi sống được bản thân mà. Chú đâu chỉ lo riêng chuyện tiền bạc, dù sao có người thân ở bên cạnh cũng tốt hơn rất nhiều. Với lại chú cũng đã hứa với má con là chăm sóc hai đứa, chú không thể nuốt lời được. Hay là con tính như vậy, ngày mốt chúng ta sẽ đi thăm má con, nếu má con cũng đồng ý thì nhất định chú phải đi nước ngoài đó. Còn con Châu nữa, không biết nó suy nghĩ như thế nào. Chú, con với má con đồng ý thì số phiếu là 2/3 rồi còn gì nữa. Thôi, vậy cũng được. Mà nè, con nhớ gọi điện nhắc con Châu cùng đi thăm đó. Nó là hay quên trước quên sau lắm đó, nha. Dạ. Cả mày cũng chẳng giúp ích được gì cho tao. Đúng là đồ nghiệt chủng mà. Chị, cho em gọi nhờ điện thoại nha chị. Em cảm ơn chị.
không có ở nhà. Văn phòng treo bảng tạm nghỉ. Tụi nó đi đâu? Con cũng đang thắc mắc nè chú. Chú, có khi nào cả hai đi du lịch không chú? Giả thuyết này có vẻ dễ chấp nhận. Nhưng mà tụi này cũng kỳ nữa. Có đi đâu cũng phải thông báo một tiếng chứ. Chắc có thể là đi đột ngột quá nên không kịp thông báo đó chú. Nè, ở thời đại công nghệ thông tin thì giả thuyết này không thể chấp nhận được. Trời, chú ba này lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi đó. Đó cũng là lý do mà người ta cử chú đi học nước ngoài đó. Thầy Nhi đã lớn quá rồi. Nếu như cô nhất quý muốn phá bỏ thì thực sự rất nguy hiểm, đặc biệt khả năng sinh sản sau này nữa. Không có cách nào an toàn hơn hả bác sĩ? Xin bác sĩ hãy giúp tôi. Thật sự thì lúc này không có biện pháp phá bỏ nào an toàn cả. Chỉ có cách là sinh nó ra. Con thấy đây là một cơ hội tốt. Chú ba cũng biết điều đó. Nhưng là vì chú ba lo lắng cho tụi con nên chú cứ phân vân lưỡng lự hoài. Thì chú cũng có cái lý của chú mà. Nhưng dù sao thì mình cũng không thể để cho chú bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy được. Dạ đúng đó má. Má nhất định phải bắt chú ba đi cho bằng được nghe má. Còn nhỏ nè, má là ai chứ. Nhưng chắc chắn má sẽ lựa lời nói để chú yên tâm mà đi. Chú ba vô, má lựa lời nói với chú ba nha. Má, má nói chuyện với chú ba nha. Con đi ra ngoài, con đi nghe má. Em khỏe không? Cảm ơn chú, tôi khỏe. À, con My nó có nói với tôi về chuyện chú được cử đi học ở nước ngoài. Tôi cũng đang suy nghĩ. Tôi thấy chú không cần phải suy nghĩ nữa. Làm sao bỏ qua một cơ hội tốt như vậy được chứ. Anh Lâm hả? Có chuyện gì không anh? Mà anh có nói với bé Châu chưa? Chuyện gì vậy? Mà anh đi rồi chừng nào anh về? Anh nói cái gì vậy? Tại sao lại không về? Alo? Alo? Chú nghe nè My ơi. Dạ, hôm nay chú nghỉ dài buổi chiều phải không chú? Có gì không con? Vậy chú ghé qua chỗ con nghe chú. Mà có chuyện gì vậy? Diễm Châu có chuyện rồi chú ơi. Sao? Diễm Châu có chuyện gì? Dạ, chú tới đây nha chú. Được rồi, chú tới liền. Con nói sao? Hai đứa nó không đi du lịch hả? Vậy thì nó đi đâu? Chẳng những không đi du lịch mà hình như còn cãi nhau nữa đó chú. Minh Lâm gọi cho con cụ thể là nói chuyện gì? Anh nhờ con chăm sóc Diễm Châu và nói là không về nữa. Không thể nào hiểu nổi tụi này. Đi, đi với chú coi coi tụi nó đã đi về chưa. Dạ, chú đợi con thay đồ nha. Nó đi đâu nữa chứ? Để con hỏi thử bạn bè Diễm Châu coi sao. Đi chú.
Nó có thể đi đâu chứ? Sức khỏe không tốt lại đang có thai nữa, không thể tưởng tượng được. Con không có khác gì chú đâu, nhưng sao nó dại dột quá à? Dù gì cũng còn nhà mình ở đây, sao nó lại không về nhà? Ngày mai chú phải lên trường quản lại việc đi học, chú không thể ra đi khi mọi chuyện rối tung như vậy được. Chú ba, chú... Chú biết mình đang làm gì mà, con không phải cản chú đâu. Con biết rồi chú, nhưng mà chú, chuyện gì thì từ từ cũng có cách giải quyết nha chú. Đây là ngày vui mà má, ăn nhiều chút có sao đâu. Phải đó má, tụi con đã chờ ngày này bao nhiêu năm rồi, trời xanh nắng và bởi vậy mình phải ăn một bữa thật là thịnh soạn mới được. Yên ngủ trên mái ngói, nghe nhịp tim đang thổn thức tình trong kỷ niệm, giấc mơ được cô sao vậy? Được trao vòng tay ấm, cô có sao không? Ngày chúng tôi vui vẻ chân ta, vậy đã làm gì sai hả? Một đời diễn tốt lắm, nhưng bây giờ không cần phải dạy nữa đâu. Hạnh phúc của em và anh Lâm đã bị chị phá nát rồi đó, thì hài lòng chưa em? Thôi, cô là Nguyễn Thị Diễm Châu. Dạ phải. Tôi được giao nhiệm vụ phòng vấn cô, nếu đúng tuyển cô sẽ là trợ lý của tôi. Lắng đọng nỗi niềm khát vọng ai tình. Đứa bé đâu? Chợt thêm tình yêu ấp u thua nào trào dâng khát khao. Có thấy ngại luôn cạn ngần. Tất cả nẻo tình chúng mình. Có thấy ngại khi hai chị em mình cùng làm ở một công ty không? Sẽ luôn vượt qua ngày tháng gian truân đành. Vì một nửa yêu thương này. Em và Diễm là chị em.